Ông Hồng, nữ hoàng phim nóng và cuộc hôn nhân hạnh phúc sau bao cay đắng. Vào những năm thập niên 90, thời kỳ mà phim cấp 3 nở rộ như nấm sau mưa, rất nhiều người đẹp đã sa chân vào con đường dễ dàng nổi tiếng nhưng cũng đầy cạm bẫy này. Trong số những cái tên nổi bật nhất không thể không nhắc đến ông Hồng. Người đẹp từng là đại diện Hồng Kông, tham gia cuộc thi nhan sắc thế giới, cũng không thể thoát khỏi cám dỗ của dòng phim người lớn. Thế nhưng may mắn hơn nhiều ngôi sao phim nóng khác, ông Hồng lại có được cuộc sống viên mãn, được chồng yêu thương. Hào quang chớp nhoáng. Ông Hồng sinh năm 1969 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Năm 12 tuổi, cô cùng gia đình chuyển đến Hồng Kông. Khác với nhiều ngôi sao từng sa lầy vào dòng phim cấp 3, ông Hồng xuất thân từ gia đình gia giáo, có nền tảng vững chắc, được ăn học đầy đủ. Trước khi chuyển đến Hồng Kông, cha mẹ của ông Hồng từng làm việc tại Đại học Thanh Hoa, một trong những trường đại học nổi tiếng nhất tại Trung Quốc. Từ nhỏ, cô sống trong sự dạy dỗ nghiêm khắc của các bậc sinh thành và của nhà trường. Ông Hồng bén duyên với nghệ thuật từ khi còn nhỏ. Năm 13 tuổi, bố mẹ cho cô sang Bắc Kinh học múa tại Học viện Nghệ thuật Múa. Ông Hồng từng nhớ lại rằng, chuỗi ngày học múa là những ngày rất khổ cực, không chỉ rèn luyện về nghệ thuật mà còn bị quản giáo chặt chẽ từ phía nhà trường. Đến năm 14 tuổi, cô đã trở thành nghệ sĩ múa chuyên nghiệp. Nhưng giống như tất cả các cô gái có nhan sắc khác, ông Hồng luôn khát khao sự nổi tiếng để có được sự ngưỡng mộ của mọi người. Cô hiểu rằng thi sắc đẹp là con đường nhanh nhất để đạt được tham vọng này. Nhiều người đẹp Hồng Kông khác như Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân, Chung Lệ Đề hay Nina Ly cũng nổi danh trong các cuộc thi sắc đẹp và trở thành bàn đạp để họ thăng tiến một bước thành sao. Ông Hồng cũng tin rằng mình sẽ thành công theo cách đó. Năm 1989, ông Hồng tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á tại Hồng Kông do đài truyền hình ATV tổ chức và đoạt vương miện. Cùng năm này, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương và đoạt ngôi vị Á hậu. Tiếp đó, cô là nhan sắc đại diện của Hồng Kông tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 1989. Sự thành công trong các cuộc thi nhan sắc có lẽ là một bước đệm khá tốt, mở ra con đường thênh thang để một người mẫu, một vũ công như ông Hồng bước chân vào showbiz với tiềm năng của một ngôi sao lớn. Sau cuộc thi, ông Hồng ký hợp đồng trở thành nghệ sĩ dưới trướng của ATV. Cô tham gia đóng phim truyền hình, nhưng đài ATV luôn bị lép vế trước TVB, nên ông Hồng khá chật vật để tìm cho mình một lối đi tỏa sáng. Làng giải trí Hồng Kông lúc đó không thiếu những nàng ngọc nữ với nét đẹp thuần khiết và tài năng như Châu Huệ Mẫn, Dương Thái Ni, Quách Khả Doanh, Viên Vịnh Nghi, nên hình ảnh trong sáng thuần khiết của ông Hồng hoàn toàn không gây được ấn tượng với khán giả. Vốn là một người có bản tính nổi loạn, tham vọng và muốn chinh phục mọi thứ, ông Hồng không thể chấp nhận mình bị chôn vùi giữa làng giải trí muôn màu như thế này. Cuối cùng, cô đã quyết định tạo nên bước đột phá bằng cách chuyển hướng sang dòng phim cấp 3 để thay đổi vận mệnh. Nữ hoàng phim đen. Vào những năm đầu thập niên 90, dòng phim cấp 3 của Hồng Kông gần như chiếm đa số thị phần trong làng giải trí. Nhiều mỹ nhân thời đó nổi lên như một hiện tượng sau khi dấn thân vào lĩnh vực này như Khâu Thục Trinh, Thư Kỳ, Diệp Tử My. Năm 1992, ngôi sao phim cấp 3 của Hồng Kông lúc bấy giờ là Diệp Tử My dính phải bê bối lớn. Hai năm sau, Tử My giả từ sự nghiệp để yên phận làm vợ, làm mẹ. Trước tình hình đó, ông Hồng đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Cô quyết định sẽ thay thế vị trí của Tử My để trở thành ngôi sao phim cấp 3 nổi tiếng nhất Hồng Kông. Nhờ thân hình nóng bỏng, vẻ mặt ngây thơ không thua gì đàn chị, ông Hồng từng bước được ghi nhận như một tiểu Diệp Tử My. Bất chấp sự phản đối của bạn bè, dù cho bị gia đình từ mặt, ông Hồng quyết định tạo bước đột phá trong bộ phim đầu tiên có tựa đề Cơn Gió Tình Không Ngăn Nổi của đạo diễn Vương Tinh. Tiếp đó, cô tham gia bộ phim cổ trang Mãn Thanh Thập Đại Khốc Hình. Bộ phim đã đưa nữ diễn viên lên hàng ngôi sao phim người lớn. Không dừng lại tại đó, ông Hồng còn xuất hiện trong một loạt phim như Thanh Cung 13 triệu, Thanh Lâu 12 phòng. Ban đầu, ông Hồng chỉ thử sức với những vai diễn gợi cảm. Nhưng sau đó, nữ diễn viên đã liều lĩnh với hàng loạt phân cảnh nóng, táo bạo, khoe da thịt hay thậm chí khỏa thân trên màn ảnh. Sự liều lĩnh, táo bạo đã giúp cô dần có được vị trí vững chắc. Thậm chí người ta xem ông Hồng là một diễn viên phim cấp 3 khó ai có thể thay thế. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên ghé thăm kênh mới của nhóm chuyên tổng hợp những video hay nhất về doanh nhân. Thông tin chi tiết bên dưới video. Con đường vất vả hoàn lương. Nhưng rồi thời thế thay đổi. Từ những năm cuối thập niên 90, dòng phim nóng dần dần bị lụi tàn. Lúc này phim chính thống bắt đầu có những hướng đi mới, khẳng định được vị trí và giá trị phim ảnh trong mắt công chúng. Song song với đó, những diễn viên phim cấp 3 nghiễm nhiên cũng dần bị lãng quên và mất đi vị thế.
Và đây cũng chính là lúc họ cần phải tự thay đổi mình hoặc chuyển sang một hướng đi khác để có thể tồn tại trong giới giải trí. Đối với ông Hồng, bước vào dòng phim cấp 3, cô đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. Trước hết, gia đình tuyên bố từ mặt cô vì họ không thể chịu nổi, nỗi nhục nhã khi có đứa con gái làm nghề đóng phim nóng. Cũng vì tham gia phim cấp 3, chỗ đứng của ông Hồng tại ATV cũng không còn như xưa. Danh tiếng, hình ảnh của cô cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nên rất khó để lấy lại tình yêu và sự tôn trọng của khán giả. Không còn chỗ dựa từ phía gia đình, trong khi không thể sống được với phim cấp 3, nữ diễn viên đành phải tìm cách quay trở lại dòng phim chính thống. Nhờ vương miện người đẹp ATV, nữ diễn viên đầu quân cho TVB và có được một số vai diễn trong các phim truyền hình như Càn Long Đại Đế, Tứ Đại Tài Tử, Trạng Sư Tống Thế Kiệt. Trong số những vai diễn này thì vai Thạch Lựu, bạn gái của Chúc Chi Sơn trong Tứ Đại Tài Tử của ông Hồng đã giúp cô lấy lại được phần nào thiện cảm trong mắt công chúng. Tứ Đại Tài Tử được xem là một trong những bộ phim đình đám của TVB vào những năm đầu thế kỷ 21. Chuyện phim xoay quanh bốn chàng hiền sĩ gồm có Đường Bá Hổ, Chúc Chi Sơn, Văn Trương Minh và Châu Văn Tân. Bốn chàng trai là bốn tính cách khác nhau nhưng tài giỏi, tâm tính lương thiện, chính trực, ngay thẳng. Bên cạnh những tình tiết gay cấn, bộ phim Tứ Đại Tài Tử còn đem đến cảm giác nhẹ nhàng và vui vẻ về chuyện tình của bốn chàng tài tử với mỹ nhân của mình. Tuy nhiên, diễn xuất của ông Hồng cũng không được đánh giá cao hơn bao nhiêu so với thuở đầu mới vào nghề. Hơn nữa, cái dớp quá lớn của danh hiệu nữ hoàng phim nóng từng bán da thịt trên màn ảnh khiến cho sự xuất hiện của cô trên truyền hình còn làm cho khán giả nổi giận. Cựu Hoa hậu Hồng Kông thừa nhận đây là thời gian mất phương hướng, khó khăn và tủi nhục nhất của cô, chứ không phải thuở đóng phim cấp 3. Nỗi cay đắng trong tình yêu. Vào thời điểm đó, sự nghiệp của ông Hồng không được may mắn đã đành, chuyện tình cảm cũng gặp khá nhiều chông gai. Người bạn trai đầu tiên của cô là người gốc Nhật Bản, nhưng yêu nhau chưa được bao lâu, cả hai đã chia tay. Khi ông Hồng quay về với sự nghiệp phim chính thống, cô đã gặp gỡ một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa tên là Ngũ Vĩ Kiện và kết hôn vào năm 2003. Cuộc sống vợ chồng tuy hạnh phúc, nhưng ông Hồng lại phải chịu sự tủi nhục, cay đắng vì sự dè bỉu của gia đình chồng. Một số nguồn tin cho hay, gia đình nhà chồng vốn gia giáo nên không chấp nhận quá khứ này của con dâu. Sống bên nhau không bao lâu, cuối cùng họ cũng phải ly hôn. Con đường sự nghiệp chưa đâu vào đâu, ông Hồng lại bị tổn thương về chuyện tình cảm. Bản thân cô cũng không thể trách ai ngoài bản thân vì quyết định bồng bột lúc xưa. Từ lúc này, ông Hồng quyết tâm không quay lại con đường cũ, mà thay vào đó là nỗ lực kiên trì, cố gắng hoạt động nghệ thuật nghiêm túc. Hạnh phúc trọn vẹn sau bao cay đắng. Năm 2007, khi tham gia một cuộc thi khiêu vũ tại Thượng Hải, Trung Quốc, ông Hồng bị thương ở chân và vô tình quen được một chuyên gia sức khỏe, đồng thời cũng là một doanh nhân thành đạt tên là Lưu Luân Hạo. Trong suốt quá trình quen biết, họ dần nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Sau này khi chia sẻ với báo giới, ông Hồng thừa nhận người chồng hiện tại chính là chân ái của đời mình, là người có thể giúp cô quên đi quá khứ đau buồn, làm lại từ đầu và đặc biệt cùng cô xây dựng hạnh phúc ở tuổi ngoài 40. Được biết, cả hai đăng ký kết hôn ở bên nhau từ năm 2007 nhưng không hề có đám cưới chính thức, bởi vì có tin cho rằng gia đình Lưu Luân Hạo cũng có thành kiến với quá khứ của ông Hồng. Nhưng khác với người đàn ông trước, Lưu Luân Hạo lại đối với ông Hồng buộc lòng buộc dạ. Anh không quan tâm mọi thứ mà chỉ muốn đem đến hạnh phúc cho ông Hồng. Sau khi kết hôn, ông Hồng ít tham gia nghệ thuật hơn hẳn. Hầu hết cô dành thời gian để chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Cả hai có với nhau một cô con gái tên Lưu Thị, tên tiếng Anh là Crystal. Ngoài việc chăm con, ông Hồng còn tham gia các hoạt động xã hội và từ thiện. Dần dần hình ảnh của cô ngày càng đẹp lên trong mắt công chúng. Giờ đây chẳng còn ai bận tâm, ông Hồng từng là nữ diễn viên phim cấp 3 năm nào, mà thay vào đó là một người nghệ sĩ sống bình lặng, thỉnh thoảng tham gia một vài bộ phim, đi dự một vài sự kiện, và điều quan trọng hơn hết là cô sống có tình nghĩa và biết quan tâm những người xung quanh. Sau này, ông Hồng từng trải lòng, cuộc sống bây giờ đối với tôi là quá quý giá, phải trải qua những sai lầm, những mất mát, tôi mới biết được giá trị thực sự của hạnh phúc. Mối quan hệ giữa cô với bố mẹ ruột cũng đã được hàn gắn. Ở tuổi 50, ông Hồng vẫn xinh đẹp trẻ trung khi được chồng hết mực yêu thương và chăm sóc. Dù danh tiếng không còn như xưa, nhưng cô hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!